Anh em thấy quả màn hình chất chơi chưa? Mitsubishi Xpander đây. Lên quả màn nhìn như xe điện luôn. Hay chưa? Đấy. Màn to luôn, khủng luôn. Một. Bạn ấy xem rồi. Ôi xin nghĩ. Anh em mà lấy cái phiên bản Xpander đời mới bây giờ này, mà muốn cái màn nó to để em tham khảo những cái dòng màn có cái kích thước thôi, to như này nhá. Thực ra mình thấy lắp cái màn này lên nó đẹp, nó nhìn nó cân đối. Cái xe bản mới nó thiết kế này lên cái màn này nhìn nó cực kỳ hay, nhìn nó cực kỳ cân đối luôn. Cái người ngồi phụ này xem cũng thích.